Xin chào chị em và các bạn. Như chị em đã thấy thì bánh phở lăng rất là tốt cho các bé nhà mình đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để làm ra được một cái bánh phở lăng mịn này và đủ chất dinh dưỡng, an toàn chất lượng cho các bé nhà mình? Vậy thì hôm nay cả nhà hãy cùng vào bếp. Thì hôm nay chị em hãy vào bếp cùng với căn bếp Tâm Việt để làm ra những cái bánh phở lăng mịn và đảm bảo chất lượng cho các bé nhà mình nhé. Để làm ra được cái bánh phở lăng thì gồm những nguyên liệu như sau. Thứ nhất là ta có hũ để làm bánh lăn, đổ bánh lăn. Thứ hai là nước 500ml nước. Thứ ba nữa là vani nhé cả nhà. Theo là 2 bịch sữa tươi. Tắc. Gram 380 sữa đặc. 200g đường cát và 10 quả trứng nhé cả nhà. Đầu tiên chị em đi làm caramel. Thì bánh phở lăn có caramel ăn nó vừa không ngán mà lại rất là ngon nhé cả nhà. Trước hết là cho 200g đường vào thắng. Rồi chị em cho một chút xíu nước nhé. Chị em bật bếp. Chị em cho chế độ lửa nhỏ nhé cả nhà. Khi mình thắng caramel thì tuyệt đối không được cho bất kỳ một cái gì đó vào quấy nhé cả nhà. Cả nhà không cho đũa quấy vào, cả nhà muốn cho nó đều thì nhà chỉ lắc cái nồi thôi nhá. Và chị em cứ đun như thế này đến khi nào mà cái đường của mình nó thành màu cánh gián là được nhé cả nhà. Chị em nhớ là cho lửa số nhỏ thôi nhé. Cho lửa số lớn là nó sẽ bị cháy đường và bị đắng. Cả nhà cứ đun như thế này đến khi nào mà nước đường của mình nó chuyển sang màu cánh gián là được nhé. Và chị em nhớ là tuyệt đối không được cho cái gì vào quấy nhé cả nhà. Cả nhà ơi, như thế này là được rồi nhé. Chuyển sang màu cánh gián rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Caramel nhà mình hôm nay làm rất là đẹp luôn. Rồi giờ sau đó là chị em cho cái cốt tắc á. Đó, cho cốt tắc vào đây. Chị em đã một lần nữa. Giờ thì chị em tắt bếp nha. Chị em để cho nguội khoảng 1 đến 2 phút rồi chị em hãy đổ vào hũ nhé. Chị em để cho nguội khoảng 1 đến 2 phút rồi chị em đổ vào hũ nhé. Giờ thì chị em sẽ đi đổ caramel vào trong hũ này. Đó, cái màu như thế này. Nếu mà màu nó hơi đậm hơn một chút xíu thì nó sẽ bị đắng nhé cả nhà. Nên là chị em chỉ như thế này thôi. Chị em không để cho caramel của mình nó nguội quá thì mình, nếu mà nguội quá mà đổ vào trong hũ là nó sẽ bị cứng lại á, không đổ được nhé cả nhà. Nên là chị em không để cho nguội quá. Thì em sẽ đi nấu sữa nhé cả nhà. Nấu sữa thì chị em nấu đun sôi nước lên. Như vậy là nước của mình đã sôi rồi thì mình hạ nhỏ lửa thật nhỏ nhé cả nhà. Sau đó là chị em cho sữa đặc vô. Thì chị em tắt bếp nhé. Tan sữa đặc rồi thì chị em cho 2 bịch sữa tươi vào.
chị em cho bếp lên, mở bếp lên và cho thật là nhỏ lửa nhé cả nhà. Bây giờ thì chị em không được quấy nữa nhé. Chị em nấu khi nào mà sữa của mình nhá, nó bốc hơi ấm lên là được, không có để cho sôi nhé cả nhà. Bởi vì sôi thì làm cho sữa của mình mất chất. Cái thứ hai nữa là bánh lăn của mình nó bị rỗ, nên là chị em không để cho sữa sôi nhé. Khi có bọt thì chị em vớt bọt đi. Như vậy là sữa của mình đã nóng và bốc hơi lên rồi nhé. Bây giờ thì em tắt bếp này. Chị em để sang bên cho sữa nguội. Đập trứng thì chị em lấy 8 trứng cả trắng cả đỏ, còn 2 quả trứng còn lại thì chị em chỉ lấy lòng đỏ thôi nhé. Tại vì nếu mà lấy hết cả lòng trắng lòng đỏ 10 quả thì bánh lăn của mình nó sẽ bị cứng cả nhà. Nên là mình lấy 8 trái trứng cả lòng trắng và lòng đỏ, còn 2 trái trứng còn lại là mình chỉ lấy lòng đỏ thôi nhé cả nhà. Bây giờ chị em nhớ là lấy 2 lòng đỏ thôi nhé cả nhà. Ta tắt lòng trắng ra đây. Đó. Đó. Rồi như vậy là mình đã tách xong trứng. Bây giờ chị em đánh trứng thì chị em hạn chế làm sao để cho nó nổi bọt lên nhé cả nhà. Đánh cho tan trứng không phải là đánh cho nổi bọt nhé. Để bí quyết để cho bánh lăn của mình không bị tanh nhé, không bị tanh mùi trứng thì chị em cho vào đây ít tắc nhé, 2 quả tắc. Mình sẽ cho vào 2 quả tắc với 10 quả trứng. Đó. Bây giờ thì chị em lấy đũa, chị em đánh rất là nhẹ lên thôi. Trứng mình đánh cũng tan rồi này cả nhà. Bây giờ thì em sẽ cho sữa vô nhé. Khi ta quậy đều lên rồi thì chị em lấy dây nhé, chị em lọc này. Lọc để cái lợn cợn của lòng trắng trứng á. Còn lại thì mình sẽ bỏ đi. Nếu mình không lọc thì trứng của mình nó không được mịn đó cả nhà. Đó. Giờ cái trứng lợn cận của màu trắng này mình sẽ bỏ đi nhé. Để cho bánh lăn của mình nó có mùi thơm hơn thì mình cho một ít vani nhé cả nhà. Đó, mấy giọt vani thôi. Rồi bây giờ em sẽ lọc lần 2 nhé. Lần 2 vẫn còn một chút xíu lợn cận của lòng trắng nhé cả nhà. Và tiếp tục em dây lần 3 nhé cả nhà.
như vậy là em lọc 3 lần nhé. Bây giờ thì còn ít bọt nào thì mình sẽ vớt bọt nhé cả nhà, cho vào trong hũ này. Khi ta đổ xong rồi thì còn những cái bọt nào á thì ta châm cho nó hết nhé. Bây giờ thì chị em nhắc nồi nước lên, chị em nấu, khi nào sôi rồi thì chị em hãy cho bánh lên hấp nhé cả nhà. Đây là những cái vỏ tắc mà vừa nãy mình vắt để mình lấy nước cốt mình bỏ vào caramel ấy, là bánh lăn đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ vào đây để mình nấu. Để cho cái hơi nước của mình nó lên á, nó thơm mùi chanh ấy cả nhà. Mình đun cho khi nào mà cái nồi nước của mình nó sôi thì thôi nhé. Thế vậy là nồi nước của mình đã sôi nhé cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ cho nhỏ lửa. Mình cho từng hũ vô đây. Mình nấu cái thỉnh thoảng mình mở nắp bung ra cho rõ hết cái hơi nước ở trên nắp bung lên nhé cả nhà. Và bánh của mình hấp cũng đã được 30 phút rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé cả nhà. Khi mình tắt bếp thì mình vẫn để ở trên bếp 5 đến 10 phút rồi mình mới lấy gỡ bánh ra nhé cả nhà. Bánh của mình đã được 10 phút rồi thì bây giờ mình sẽ lấy ra nhé cả nhà. Cũng còn hơi nóng nóng nữa cả nhà. Bây giờ cả nhà hãy kiểm tra bánh của mình nhé. Rất là mịn đúng không ạ? Rất là núng nính nhé, rất là mịn này. Và kiểm tra để cho biết được bánh chín hay là còn sống thì chị em cắm cái tăm vào đây rồi rút lên. Nếu như mà bánh còn dính kia trong tăm thì là bánh đã sống rồi, bánh mà không còn dính nhiều tăm á thì là bánh đã chín hết cả nhà. Và chị em khi chị em lấy ra thì chị em nhớ mở cái nắp ra và có cái hơi nước ở đây thì chị em sẽ bỏ đi nhé. Để cho không bị rỗ của bánh mình. Giờ thì mình sẽ lấy một cái bánh ra mình thử nhé cả nhà. Đó. Nhà thấy chưa, bánh của mình rất là ngon đúng không ạ, rất là mịn luôn đúng không ạ, rất là ngon, rất là mịn. Buổi chia sẻ làm bánh phần lăn đến đây đã hết, và cả nhà thấy video hữu ích thì hãy cho Căn Bếp Tâm Việt một like, và chị em nhớ đừng quên đăng ký kênh cho Căn Bếp Tâm Việt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.